Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một bộ Louis Cẩm Lai nha chúng chị mình ha, với tủ lớn Cẩm Lai, ghế dựa chắc, chuẩn đồ xưa, đồ gốm, đồ đồng để giao lưu với cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, đây là mã số 1 đầu tiên, đó chính là một cái cân giá chất liệu là bằng đồng nguyên con, đó từ trên xuống dưới, đó rất là đẹp luôn chúng chị mình ha. Hàng này là bao của chúng chị mình luôn, chuẩn đồ xưa. Nguyên con bằng đồng, đường kính giá cân 2,5 tấc. Đó. Chất liệu là đồng hết cho cô chú chị mình ha. Tổng thể đồng hết luôn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em từ dây xích nè tới móc khoen nè. Đó, hoặc là tới những cái khoen này cũng vẫn là đồng hết. Đó, bao đồng cho cô chú chị mình là từ trên xuống dưới hết nha. Giá là 1,2 triệu. Bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Mã số 2 tức là một cái khuôn bánh kẹp. Đó, đường kính khuôn là 1,5 tấc, 1,6 tấc. Đó. Đây. Đó. Này được 5 cái bánh kẹp cho cô chú chị mình ha. Chất liệu là bằng đồng, cán là cán sắt. Đó. Khuôn này thì em bao cho cô chú chị mình luôn, chuẩn đồ xưa luôn nha. Rất già đồ nhưng mà rất là đẹp luôn. Đó. Khuôn này thì giá là 700, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha, 700.000. Mã số 3 và số 4 đó là một cái lẩu trì. Đó, cô chú chị mình chân đề co rất là đẹp nha. Chuẩn đồ xưa luôn, đường kính là 2,4 tấc, cao của nó luôn là 1,4 tấc. Đó, lẩu bằng chì. Đó, đồ này là của tàu xưa nha, chuẩn đồ xưa luôn. Đó, như mình thấy cái mộc đó, mộc dưới đế nè. Đây, còn cái lồng này của nó là bằng đồng nha, bằng thau. Đó, lẩu chì. Đó, cô chú chị mình có thể chưng đề co rất là đẹp. Đó, cặp này mã số 3 và số 4. Đó, một cái là 400.000, một cặp là 700, bao ship toàn quốc nha. Một cặp là 700.000, bao phí ship luôn. Đó, mua lẻ một cái là 400. Mã số 5. Một cái tô 2 3 4 5 6 7. Một cái tô 6 cái dĩa. Đó, bộ này gồm có 7 món dĩa đồ Nhật xưa, đường kính là 1,5 tấc. Đó, dĩa là của chúng mình xem là rất là đẹp nha. Đó. Còn tô này là 2,4 tấc. Đó, rất là đẹp, quý anh chị mình thấy không? Đó, màu không chê được chỗ nào hết nha. Đó, chuẩn đồ Nhật xưa. Đó, một bộ như vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món. Em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn giá là 500.000. Đó, 500.000 bao ship toàn quốc nha, 500. Mã số 6 đó chính là một cái tré Nam Bộ, hàng lái thiêu. Đó, quay thì gãy hết, chân đề co rất là đẹp, có được một đường tóc gió nha, đế dưới được có là làm lại, còn từ trên xuống dưới là nguyên si, chỉ có là quay mất thôi. Cao là 5,3 tấc, đường kính miệng là 2,2 tấc, chu vi bình này là 110. Đó, chúng ta mình xem giùm em ha, rất là đẹp. Đó, nguyên si lành tích. Đó, hàng này thì chuẩn đồ bao đẹp cho anh chị mình luôn. Đế dưới này có làm lại nguyên cái đế dưới này nha, tóc gió một đường. Chế này thì giá là 1 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 1 triệu. Đó, chân đề co thì rất là đẹp cho anh chị mình ha. Mã số 6. Mã số 7 đó chính là một cái chế lớn. Đó, loại này thì quay thì có cái làm lại cái không, quay thì còn nguyên. Đó, quay thì lành tích, miệng thì làm lại. Đó, còn đế dưới thì cũng có làm lại tí xíu nha. Cao là 65, đường kính miệng 2,2 tấc. Chu vi bình này lớn nhất của nó luôn là 130. Hàng lái thiêu chuẩn đồ xưa, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Miệng là phục chế lại nguyên cái luôn, còn quay là nguyên si. Đế dưới này cũng là phục chế lại luôn nha anh chị mình ha. Đó, anh chị mình xem giùm em ha, rất là đẹp. Đó, đế dưới này phục chế lại phản cân tắc này. Đó. Còn cái nước men khúc giữa này thì rất là đẹp nha. Giá chế này thì giá là 1,6 triệu, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn, 1,6 triệu. Mã số 7. Mã số 8. Đó, cái ché này thì quay thì gãy hết, miệng thì còn lành tích 100%, đế dưới này cũng lành luôn. Đó, chỉ có góc bên đây thì nó hơi mất thịt chút xíu đắp lại thôi. Đó, cao cũng là 65, đường kính miệng là 2,5 tấc. Đường kính miệng 2,5 tấc, hoành bụng là 125. Đó, đường kính miệng đây. Đó, quên em xin lỗi, đế dưới đây. Đó, phục chế nửa cái nha. Đó, còn tất cả đều lành tích rất là đẹp. Đó, men thì lên men gạn luôn. Chế này thì em giao lưu là 1,3 triệu.
bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha, 1.300.000 bao phí ship đó. Mã số số 9 đó chính là một cặp bình tàu xưa đó, hoa văn vẽ tay, cao là 62, đường kính miệng là 2 tấc, chu vi bình lớn nhất đo tại khúc này là 93, dìm đo ngang là 3 tấc 8. Mã số 9 nguyên si lành tích 100%, bao đẹp cho quý anh chị mình luôn ha. Đó, hàng này thì chuẩn đồ tàu xưa thập niên 90. Đế dưới của chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, đây là đế dưới. Đó, cặp này thì em giao lưu là 3.400.000, 3.400.000 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, chuẩn đồ bao đẹp luôn, 3.400.000. Mã số 10 đó chính là một cặp chóe màu vàng hoàng đế, hàng tàu xưa, hoa văn họa tiết dễ tay, cao 6 tấc 4, đường kính miệng 2 tấc, chu vi bình lớn nhất của nó luôn 105. Đó, hàng tàu xưa bao đẹp cho anh chị mình luôn nha. Đó, quay sát xuống dưới của chú chị mình thấy được cái chi tiết hoa văn nha. Còn đây là miệng trong của chú chị mình xem giùm em một vòng ha. Đó, hoa trong thì rất là đẹp. Đó, hàng chuẩn đồ bao đẹp cho anh chị mình luôn. Mã số 10, ché này thì em giao lưu cô chú anh chị mình luôn khắp mọi miền đất nước. Đó, ché này thì em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn 3.400.000 luôn, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, mã số 11 đó chính là một cái dĩa tàu. Đó, hàng dĩa tay, chuẩn đồ bao đẹp nha. Đo ngang đường kính như vậy là 1 mét nha cô chú anh chị mình ha, 99, thiếu một phân nữa là đúng 1 mét. Đó, cái tích của nó là cái tùng. Đó, đây đứng sững nha, rất là đẹp. Đó, đo khúc giữa này thì em hạo khoảng dày khoảng có 2 phân, còn ở đây là khoảng 8 phân, dĩa bụm dày 8 phân. Đó, dĩa đá tàu xưa, quay một vòng từng nét cho cô chú chị mình thấy, vẽ tay rất là đẹp, nguyên si lành tích 100%, không bị gân nứt tóc gió chỗ nào hết ha. Đó, dây cây mặt sau cho cô chú chị mình xem luôn. Đó, đem mặt sau một cái, đó, có gì mà xem giùm em ha, rất là đẹp. Đó, đây dĩa này thì không chơi được chỗ nào cho chị mình ha, mặt này mặt trước mặt sau dĩa này hai người ginh mới nổi. Đó, rất là thấy như vậy chứ nó rất là dày, rất là nặng nha. Đó, dĩa này thì em giao lưu cô chú anh chị mình luôn có giá là 5.500.000, 5.500.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, 5.500.000 đó, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn ha. Mã số 11. Mã số 12 đó chính là một bộ Louis. Đó, 9 món. Bộ này cẩm lai nguyên con, bao đẹp cho anh chị mình luôn. 4 ghế đơn, 2 ghế đôi và 1 bàn 2 đôn. Đó, bây giờ mình quay sơ cái ghế thôi. Đó, tại vì bữa nay chúng em không có nhân viên để kéo ra ha. Em quay thiếu sót chỗ nào thì cô chú chị mình cứ liên hệ với em chụp hình cho rõ thêm chi tiết cho cô chú chị mình đều biết nha. Bề ngang phủ bì 68 lọt lòng. Đó, 60 lọt lòng, 60 cái đế dưới này chiều sâu vô phủ bì là 50. Đó, sát chỗ ngồi là 43 44. Đó, từ ở dưới đất đi lên tới chỗ ngồi 4 tấc 7. Đó, vách lưng này của nó luôn là 55. Đó, bộ này là 3 bồ nha cô chú chị mình ha, chuẩn đồ xưa bao cẩm lai. Đó, về cô chú chị mình phát hiện chỗ nào mà gõ đỏ hoặc là bên hay là căm xe gì đó, cô chú chị mình sẽ hoàn trả lại cho em hoặc là em tặng cô chú chị mình luôn làm kỷ niệm. Đó, hàng này bao đồ cẩm lai cho cô chú chị mình luôn ha, nguyên con rất là đẹp. Mã số 12T đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đây là ghế đôi. Đó, không có bị nứt nẻ bể mẻ đắp giá bất cứ là chỗ nào. Đó, phủ bì là cái ghế đôi này là 1m25 là phủ bì, lọt lòng của nó luôn là 1m11. Đó, vách lưng thì nó cũng là y gan giống như cái kia thôi. Đó, 1m08 phân. Đó, rất là đẹp nha cô chú chị mình ha. Đó, hàng này thì em bao cho cô chú chị mình luôn, thứ nhất là chuẩn đồ xưa, thứ hai là bao hàng cẩm lai, ốc thì rất là đẹp. Đôn này mặt đôn là 4 tấc 3 4 tấc 4 chứ quên lại
4 tấc 4 nhân lại 4 tấc 3 tấc 4 nhân của chúng mình ha. Đó, đồn. Còn bàn này chiều dài của nó luôn là 97. Bề ngang của cái bàn này là 60. Đó. Cô chú chị mà xem giùm em tổng thể nguyên một cái bộ này rất là đẹp. Nói chung là không có bị lỗi lầm nứt cây hay là nhót cây rồi là không có nha. Hàng này thì em bao chuẩn đồ xưa rồi là không có nhót cây nữa. Mà bao đẹp cho anh chị mình luôn, từng chỗ từng chi tiết luôn nha. Đó, về là mình cứ càng lau nước là càng bóng càng đẹp thôi. Đó, cẩm này là cẩm miền Tây. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng ha. Rất là đẹp từng chi tiết một luôn. Đó. Đây. Đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay em giao lưu của chú chị mình luôn, giá bộ này 200. Đó, 45 triệu. 245 triệu bao phí ship cho cô chú chị mình luôn. Đó, 1000 cây số nha, 245 triệu. Đó, bao phí ship 1000 cây số cho quý cô chú chị mình luôn. Đó. Mã số 13. Đó chính là một cái ghế dựa chắc. Hàng này em bao cho chú chị mình luôn, chắc này là chắc xưa. Đúng đồ cổ xưa luôn nha. Nếu mà không đúng đồ, em tặng nguyên cái ghế này cho cô chú chị mình làm kỷ niệm. Tất cả những cái thẻ này luôn, em mới chà ra nè. Cái này là em chà ra em lau nước thôi nha, chứ không phải là cái màu của nó là như vậy nha cô chú chị mình ha. Đó, không sơn gì hết. Nếu mà về cô chú chị mình phát hiện ra em sơn cơm lắc, bạc ni, em tặng cái ghế này cho cô chú chị mình làm kỷ niệm nha. Đó, chuẩn đồ xưa. Đó, thứ nhất là bao cho cô chú chị mình là chuẩn đồ xưa nha. Cái này em xả với nhám ra hết cho cô chú chị mình vẫn được luôn. Bề ngang phủ bì 69. Đó, lọt lòng chỗ 5. 54. Chiều dài từ cái ghế cho đến cái ấy luôn là 1m27. Đó. Chiều cao. Chiều cao của nó luôn là 48, chân lục bình rất đẹp. Bao nguyên con. Gỗ chắc cho cô chú chị mình luôn. Đó, bữa nay em chà ra thì em mới phát hiện nó là gỗ chắc. Đó, từ tay chân cho đến ấy luôn. Đó, em mới chà ra. Chà ra này em lau nước nè, lau nước lạnh mình đó. Đó, là cái màu lên đỏ rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Dân cây là cô chú chị mình bao hàng luôn. Đó, từng chi tiết một. Cái này á, em chà với nhám hết một cái giấm mịn nữa ha. Đó, ra một cái thôi là nó rất là đẹp. Về của chú chị mình càng lao là nó càng bóng càng đẹp. Mà chuẩn đồ xưa, ai nói cái ghế này đồ mới, hoặc là những cái thẻ này có cái thẻ nào mà mới, em tặng nguyên cái ghế này cho cô chú chị mình làm kỷ niệm với em nha. Đó, bao chuẩn đồ. Này, ghế này mã số 13T, em giao lưu của chú chị mình luôn. Giá là 13.500.000. Bao phí ship cho chú chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, 13.500.000. Một cái ghế chắc bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, chuẩn đồ xưa luôn. Mã số 14, đó chính là một cái tủ cẩm lai 3 buồng. Đó, hai thớt này là một buồng, thớt giữa này là một buồng gáp nha cô chú chị mình ha. Đó, bên đây là một buồng. Đó, khi mà nó gáp lại thì nó liền hết trơn nguyên một khối. Đó, khi mà gỡ ra thì thằng này là nó gáp nha cô chú chị mình ha. Đó. Bây giờ em sẽ đo tổng thể chiều cao và chiều ngang cho quý vị mình đều biết. Bề ngang là 3m, nhỏ nhất là 3m3, 3m30, lớn nhất là 3m5. Chiều cao chiều cao của nó luôn là 3m1 cho quý vị mình ha. Chính xác từ dưới đất lên là 3m1. Đó. Đây, còn cái cánh cửa này. Cánh cửa này là một cánh của nó luôn là 89. Đó, 89 nha. Đó, rất là đẹp. Còn ở dưới này, đo lên tới trên đây, cao nhất của cánh cửa này là 1m76. 1m76 nha chú chị mình ha. Đó, em bao hàng cho chú chị luôn, nguyên cái mặt trước này và cái mặt bên hông này đều là cẩm lai hết. Đó, nói chung là ba mặt đều là cẩm lai. Đó, cô chú chị mình xem từ chi tiết ốc nha. Đó, bây giờ là chúng em tiến hành quay chi tiết ốc cho cô chú chị mình xem. Ốc thì em bao cho cô chú chị mình luôn là vàng chanh đỏ lửa. Những cái mão trên đầu em cũng là bao cho cô chú chị mình luôn là cẩm lai. Đó, không đúng hàng cẩm lai. Đó, thì cô chú chị mình khỏi nhận, hoặc là đó, không mất 1000 phí ship nào của cô chú chị nào hết. Đó, cứ về mình kiểm tra, em giao tới chỗ mình kiểm tra đầy đủ hết. Đúng những lời trên clip em nói thì cô chú chị mình nhận hàng. Không đúng
thì cô chú không nhân hàng, không mắc 1.000 của cô chú chị mình luôn. Đó. Ốc thì em bao đúng vàng chanh đỏ lửa, không lọt một con trai nào hết. Đó, quay từ dưới luôn. Mặt này cũng là cẩm luôn nha. Này cũng cẩm luôn, dưới đó cũng cẩm luôn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó, quay mặt sau luôn đi. Đã đi tới đây rồi đi ra mặt sau luôn. Mặt sau này thì thường thường người ta sẽ làm là gõ đỏ hoặc là bên. Đó, nhưng mà ra gõ thì cũng là nguyên một tấm gõ lớn lắm nha cô chú chị mình ha. Hoặc là bên thì nguyên tấm bên lớn lắm. Cái này không có mối mọt ăn. Đó, cô chú chị mình thấy nè, nguyên một tấm nè. Rất là dày mà rất là bự luôn. Đó, đây là một tấm, bên đây là một tấm. Đó. Đó, hồi đó tới giờ là ít có khi nào mà đằng sau lưng này là bằng cẩm lắm nha cô chú chị mình ha. Là không có luôn. Nói chung là hồi đó tới giờ là không có cái vách lưng này là cẩm đâu nha cô chú chị mình ha. Đó, chứ là gõ đỏ hoặc là bên, đó, hoặc là căm xe. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em ha. Đó, rồi bây giờ mình tiến hành mình coi ốc ha. Đó, tổng thể ốc thì em bao cho cô chú chị mình luôn rất là đẹp. Ốc là vàng chanh đỏ lửa hết, tổng thể nhìn hướng nào ốc cũng đẹp hết. Đó, tủ này là tôi kêu tủ ba buồng. Đó, rồi bây giờ mình mở cái cánh cửa ra. Đó, cho cô chú chị mình xem nha ha. Đó, đây bên đây thì em thử cho cô chú chị mình xem để biết. Đó, để hàng cẩm lai. Đó, đây cái đó mình không có lau nước được, mình khỏi cần quay đi để cô chú chị mình có thấy gì nữa thì cứ liên hệ. Cái đế dưới này là bằng gõ nha cô chú chị mình ha. Vách này là vách gõ nè. Đó, tại này cô chú chị mình em sẽ làm có thể lớp kiến cho cô chú chị mình để đồ nó rất là sạch. Đó, cái này nè, bên hoặc gõ, bên vách cũng như vậy, bên hông là cũng như vậy luôn, bên hoặc gõ. Nó chỉ là nguyên cái mặt trước này là cẩm lai hết, bên hông là cẩm lai. Đó, đố là cẩm lai. Đó. Cô chú chị mình xem giùm em một vòng ha, nhìn dân cây cẩm thì nó rất là đẹp luôn, chuẩn đồ bao đẹp. Đó, đây là một buồng thứ nhất. Đó, kiến thì em ốp toàn bộ cho cô chú chị mình rồi. Đó, bởi vì cô chú chị mình cứ yên tâm ha. Đây là cái buồng giữa. Đó, cô chú chị mình xem cái buồng giữa giùm em nha. Cái buồng giữa này thì nó còn một tấm kiến trên đó, một tấm, hai tấm, ba tấm, bốn tấm, năm tấm, sáu tấm, hai tấm kiến hông nữa là sáu tấm, bốn tấm kiến vách nữa. Đó, cái này là bên hoặc gõ nha. Cái này là nguyên một miếng luôn nè, cô chú chị mình thấy nè. Đó, rất là đẹp. Em sẽ ốp kiến vô đó, đúng không? Giống như bên này. Đó, ở đây nó không có kiến nè. Đó, em sẽ ốp kiến. Tuy rằng nó là bằng gõ đỏ nhưng mà chúng em phải ốp kiến nữa để cho nó rất là đẹp cho cô chú chị mình ha. Đó, tủ này cô chú chị mình làm lại tủ quần áo thì cũng vẫn được. Đó, hoặc là cô chú chị mình có thể làm lại một cái tủ quần áo chính giữa, treo quần áo hai bên mình để đồ. Đó, rất là đẹp. Tủ ba buồng miền Tây này thì chỉ có một cái này thôi nha cô chú chị mình ha. Đó, kiếm một cái nữa thì cũng rất là khó khăn. Đó, hàng này là em bao cho cô chú chị mình luôn, rất là đẹp. Đó, chỉ quýnh cơm lắc nhẹ lại rồi. Đó, như mình xem giùm em ha. Đó, còn những cái học ở dưới đây. Đó, mặt này là gõ, còn cái này là bên nha. Bên như chúng mình ha. Hai bên hông này nè, bên. Đó, mặt trước là gõ, mặt trước là cẩm nha. Đó, cũng như mình xem giùm em ha. Đó, em mua bán có sao nói như vậy, của chúng chị mình cứ yên tâm. Đó, để mình tránh tình trạng mà giống như mà đó là mình mua nhiều khi bị lầm thì nó rất là hối tiếc cho chú chị mình ha. Em đã thông báo trước cho cô chú chị mình từng chi tiết một luôn, không sai chỗ nào hết. Đó, cô chú chị mình cứ kê khai trên clip em tả là sao y gan như vậy. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng. Ốc thì em bao vàng chanh đỏ lửa, đứng hướng nào ốc cũng đẹp hết. Ốc không bảy màu em tặng cô chú chị mình luôn. Nói chung là nội vàng ốc này không đó, chế độ mà ốc cũ như vậy mà làm á, ốc này là không là 100g tầm khoảng 12 triệu. Đó là 100g nha cô chú chị mình ha. Cẩm này là cẩm Việt. Đó, bên hông bên kia luôn. Đã quay cho cô chú chị mình xem. Bởi vì ốc này là ốc nhất nha, rất là đẹp. Tỷ lệ ốc thì nó rất là sáng, bóng, đẹp. Đó, không chê được chỗ nào hết. Đó, nội mà lái mà mua ốc này không á là mười mấy, 1 triệu mấy 100g. Tức là mười mấy triệu một ký. Cái tủ này không giá bèo nhất là tầm từ giá là ốc rất là nhiều nha cô chú chị mình ha. Đó. Nói chung là em bao ba bên hông, ba mặt, mặt này, mặt trước, bên hông là cẩm hết. Còn những nội thất phía trong, sau lưng tấm kiến nó sẽ bằng gõ hoặc là bằng bên. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em nha. Đó. Đây, rất là đẹp. Tủ này cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó. Giá đặc biệt bữa hổm là em bao phí ship toàn quốc. Đó, bữa nay thì giá đặc biệt ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn. 390 triệu bao phí ship 1.000 cây số.
390 triệu bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó là cái tủ Cẩm Lai 3 bồn. Đó, 390 triệu bao phí ship 1.000 cây số. Thanh Diệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Diệu rất nhiều. Thanh Diệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.